Thưa chương trình, cho em hỏi nguyên nhân nào là cho thân thể người chết từ đầu bị cứng nhưng sau khi trợ niệm lại mềm ra? Cái câu này thì tôi chứng kiến nhiều, mà giải thích thì có nhiều cách giải thích. Ví dụ như về mặt tâm linh thì giải thích khi chết thì trong 10 đến 12 tiếng con cháu, những người trợ niệm ngồi chung quanh đấy niệm Phật và khai thị cho cái linh hồn đấy, thì chết xong nó cứng, nó lạnh, nhưng sau thời gian 10 đến 12 tiếng người nó mềm, da rẻ nó lại hồng hào. Mà chính chúng tôi cũng chứng kiến nhiều cái trường hợp đó, chứ không phải là cái đấy là cái giả thiết đâu, mà sự thiệt là có như vậy. Nhưng giải thích cái này thì về mặt khoa học thì cũng có thể là do thế này thế khác. Trước hết là nhiều người giải thích là do tâm linh, là do các chư Phật, chư Bồ Tát hoặc các vận thần linh đến trợ duyên cho cái hình hài có tử thi đấy, nó tươi vui, nó hồng hào, thậm chí còn hồng hào hơn cả lúc mà còn sống, rất đẹp. Thì họ thường giải thích là do chư Phật, chư Bồ Tát về trợ lực. Nhưng về mặt khoa học cần phải có nghiên cứu kỹ hơn về tế bào học. Và thậm chí khi chết đi, nếu như chúng ta không có trợ niệm, không thần thức, không có được cái sự trợ giúp về mặt tâm linh, thì cơ thể nó bị cứng lại. Có khi mà khâm niệm còn khó. Nhưng khi chúng ta đã có trợ niệm, có tụng kinh sau 10 đến 12 tiếng, thậm chí có người ta tụng 24 tiếng, người mềm, da rẻ trở lại hồng hào. Chúng ta cần phải có cái đề án khoa học nghiên cứu về tế bào học, xem khi những người chết không trợ niệm thì sự phân hủy của các tế bào như thế nào. Còn khi có trợ niệm, khi có những người trong gia đình chí tâm mà khai thị và cầu nguyện, thì tự nhiên cái thi hài mềm và hồng hào trở lại. Thì lúc ý phải có sự đánh giá bằng tế bào học, đánh giá trên kết quả lâm sàng. Và có bao nhiêu vụ như vậy? Hiện nay thì chúng tôi có thống kê chưa đủ lớn. Ví dụ như xác suất phải hỏng bao nhiêu trăm người hoặc hàng bao nhiêu nghìn người, đấy là số liệu thống kê. Nhưng chưa có một cái công bố khoa học nào xét nghiệm lâm sàng tử thi khi người chết, mạch máu ra sao, tế bào như thế nào, và sau khi hộ niệm 12 tiếng thì cơ thể sinh học như thế nào. Hiện nay chưa có kết quả về khoa học về hình thể, chưa có cái khoa học về vật lý và sinh học, cho nên để giải thích bừa bãi thì tôi không dám giải thích. Nhưng chắc chắn phải có một cái gì đó, nguyên nhân, hiện tượng là có. Chính chúng tôi cũng đã thống kê được mấy chục ca trường hợp, nhưng mấy chục ca thì không đủ để gọi là xác suất hàng ngàn hàng vạn ca. Thứ hai nữa là cái này, tôi nghĩ rằng nếu như các nhà khoa học, nhất là ngành y, mà có những cái tư duy phải đăng ký một cái đề tài khoa học, và đăng ký đề tài khoa học thì phải có những cái người chết tình nguyện. Bởi vì sao? Các nhà khoa học cũng không tự tiện đến xâm phạm vào cái thi thể của những người đã mất, vì đấy là cái quyền mà con cháu người ta kiện thì rất là gai. Cho nên nếu như cái người còn sống tình nguyện cho thí nghiệm khoa học, và cái gia đình tình nguyện là khi chết cho kiểm định và cho phân tích tế bào, và chúng ta trợ niệm sau 10 tiếng, 12 tiếng hoặc 4 tiếng thì như thế nào, lại phải cho phép các nhà khoa học vào lấy mẫu tử thi để phân tích thì mới có kết quả trả lời tại sao nó là như vậy. Chứ còn về mặt tâm linh, hiện tượng này là có thật, nhưng bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như 100 gia đình hộ niệm và tụng kinh sau 12 tiếng hoặc 14 tiếng, bao nhiêu trường hợp được
mềm ra và da rẻ hồng hào. Và bao nhiêu trường hợp đối chứng, đối chứng là không có trợ niệm gì cả, thì chúng ta phải mang ra so sánh, thì lúc ấy sẽ có trả lời một cách chính xác. Thì hôm nay chúng tôi có nợ bạn câu hỏi này. Chúng tôi cũng sẽ giao lưu hôm nay để xem các nhà khoa học về ngành y có ai dám xung phong đăng ký đề tài này không, và cũng có bao nhiêu người tình nguyện dùng cái thân mình, lục phủ ngũ tạng của mình để cho thí nghiệm khoa học hay không. Chứ nếu không có thí nghiệm khoa học thì nói về tâm linh, nói suông cũng không ai tin, không có cơ sở. Phải có đề tài. Và tôi chắc chắn rằng trong những năm tới sẽ có đề tài bàn kỹ hơn về việc này. Cảm ơn bạn đã có những cái câu hỏi mà mang cái tính chất rất thời sự. Vì sao? Nhà nào chẳng có người chết. Và trước sau thì các bạn cũng phải gì? Cũng phải quy tiên thôi. Ở nhiều nơi trên thế giới người ta có khẩu hiệu nghĩa trang là hôm nay là tôi, ngày mai đến lượt các anh. Do vậy cái sự sống chết là chuyện bình thường của thế gian, không trước thì sau sẽ xảy ra. Vậy thì nếu như chúng ta muốn có kết quả nghiên cứu để cho đời sau làm kinh nghiệm, thực hiện phương án nào tốt hơn đấy, khi chết đi cho vào nhà xác ngay thì, hay là con cháu hộ niệm 10 tiếng, 12 tiếng hay 24 tiếng, cái nào hay hơn. Và chúng ta phân tích về ý nghĩa môi trường, rồi ý nghĩa về văn hóa, về tâm linh, thì ta có một cái đề án tổng thể. Thì tôi nghĩ cái này nó rất là thiết thực. Và cái này chắc chắn là nó kết quả nó rất đáng quý, vì ai cũng phải áp dụng hết. Đấy, cảm ơn bạn đã có những câu hỏi rất là kịp thời.